Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha. Ở video này thì Khải sẽ soi đồ Anatara, bạch nhỏ đang quyền cho anh em xem. Bạch này theo Khải dự đoán, bạch này đang gọi là top 1 võ đang cũng như là võ đang no 1 server đó nè. Đó, hiện tại ở trong trận đấu này thì ông ta hôm qua cũng top 1 và hôm nay cũng top 1. Nói chung là võ đang này tầm này đánh quá khét rồi nè. Bạch này ở bên bang Hồng Môn nè, bạch này đánh quá khét nè. Đang sở hữu cho mình, như anh em hôm qua Khải có soi nhẹ thì anh em đang biết, thì đang sở hữu của mình một cây kiếm loi sắt nộp công 197. Đó, hôm qua thì Khải soi nhưng mà Khải không rõ được cái giá cây này bao nhiêu. Nhưng mà Khải tầm này Khải có hỏi rồi, cái này thì ổng mua với cái giá là 5 triệu hơn nha, 5 triệu hơn gần 6 triệu nha, ép phát sáng luôn á. Này anh em xem này, ép phát sáng này, cái kiếm này phát sáng luôn, không chạy đâu rồi. Đây nè, cái kiếm này phát sáng luôn nè. Đó, anh em thấy không? Đó, kiếm tím tím này. Đó, như hôm trước Khải ép phát sáng cây nọ của Khải thì tốn khoảng tầm 10 kim đó nè. Đó, cây kiếm này cũng vậy thôi. Nó cũng sẽ tốn khoảng tầm dao động từ 10 kim đổ lại nè. Thì nhìn sơ qua cho anh em xem này. Đó, kiếm này ép phát sáng này. Đâu. Đó, phát sáng nha. Đây, 197. Cái này thì nói chung là tổng giá cái này 6 triệu đó nè. Phan giỏ đáng quyền á. Đặc này dạng giỏ đáng quyền đó nè. Đặc này giỏ đáng quyền đó nè. Đó, 197. Anh em xem kỹ này. Đó, cái kiếm này quá đẹp nè. 197 loài sắc nội công dòng 1. Cái này thì 5-6 triệu nha, quá chắc luôn. Rồi tiếp đến thì chúng ta được kích cây loài sắc này thì sẽ đi áo họ với gia truyền họ để xem. Đây, đang sở hữu cho mình một cái áo họ phục hồi 40, làm 140. Được kích cây loài sắc này nha anh em. Đó, được kích cây loài sắc này. Nói chung là quá đẹp. Cái áo này cũng dạng là hàng hiếm server anh em. Tầm này những cái áo như thế này chỉ có khoảng đếm trên đầu ngón tay anh em. Hiện tại vũ kim bảo một cái dòng 1, còn áo này là dòng 2. Đó, là tính ra được hai cái, được hai cái áo thôi anh em. Tầm này server được hai cái thôi. Tiếp đến gia truyền kháng cảm 17, gia truyền quá đẹp anh em. Gia truyền kháng cảm 7 hợp kim. Gia truyền này thì Khải nghĩ nó trị giá phải tầm 7 triệu hơn đó anh em. Khải nghĩ nó từ 7 triệu hơn ấy. Từ 5 đến 7 triệu hơn đó anh em, không biết đâu. Nếu mà mua rẻ thì được khoảng tầm 5 triệu gọi là rẻ, còn mua mà giá chung chung sẽ Khải nghĩ phải 7 triệu. Nếu mà mua mà giá cao thì khoảng 7 triệu hơn anh em. Đó, dao động nó từ 5 đến 7 triệu của gia truyền này. Gia truyền cũng khá là đẹp nha anh em. Hai món không là hơn 10 triệu rồi nè. Gia truyền này coi, nếu mà Khải nghĩ, nếu mà thiệt tình mua thì Khải nghĩ 5 triệu là cao. Khải nghĩ 5 triệu là cao nè. 5 triệu là khoảng tầm 75 kim. 75 kim đến 80 kim anh em. Gia truyền này. Đó, cho tổng quan cái gia truyền này thì 5 triệu đi, 4 đến 5 triệu đi. 5 triệu. Kiếm này 6 triệu. Nói chung là hai món này gần 10 triệu nè. Hai món này gần 10 triệu rồi, có thể hơn 10 triệu. Tùy người mua nha, còn Khải dự đoán vậy thôi. Rồi tiếp đến thì đi gia truyền kim thì đi nón thủy. Lấy cho mình chón 30 sinh lực cao. Chón 30 dòng 1 sinh lực cao nha, chỉ kích được dòng 1 thôi. Đó. Chỉ kích được dòng 1 thôi nha anh em. Chón 30. Và tiếp tục đến bao tay coi. Một bao tay như một bao tay chón và kháng hỏa sinh lực lực luôn. Hiện tại bao tay 30 chón nữa thì hiện tại ạc này được cho mình là 60 chón. Và lượng kháng hỏa là 18 từ bao tay. Còn ngập bội rồi. Ngập bội sinh lực cao luôn, sinh lực lực cao luôn, kháng hỏa 17 nè anh em, chón 20. Đỡ mà kích cái dòng chón bên dưới thì phải cần nhẫn chân kim và giày kim. Coi thử nếu mình mang kiểu đó thì hiệu ứng chón được 80. Nhẫn chân kim rồi nè, sinh lực cao, nhẫn chân kim nè anh em. Giày, đó, đôi giày 38. 38 là đặt móc rồi, cái này 39 là đẹp rồi anh em. 39 là cũng như 38 đặt móc tóc cho giỏ đan rồi anh em. Sinh lực 157, nói chung là build sẽ đồ sinh lực khá là đẹp. Rồi chắc chắn cái đai lưng với nhận dưới sẽ là mọc rồi anh em. Đỡ kích cái áo dòng 2. Đúng rồi, đai lưng khăn lo 29 hợp mọc rồi anh em. Sinh lực 81. Nhận khăn lo 17, sinh lực 108. Đó, tổng thể của server này, cái ạc này thì mang cho mình là hai món khăn lôi. Nhận dưới, đây, và đai lưng. Đó, nhận dưới đại lưng được kích cái áo làm chậm 40. Và tính sơ qua thì này đang có cho mình 40 chậm anh em. 40 chậm và 80 chón anh em. 80 chón anh em. Nói chung set đồ này thiệt là võ đang tầm này đánh bá cháy bồ chét rồi anh em. Quá phơ luôn em ơi. Ảc này mà đánh không top nữa, ai top anh em? Top 1 quá chắc. Ảc này hồi trước là auto top 1 mà anh em. Auto top 1 của cái bảng xếp hạng server á. Nhưng mà tầm này là ổng chưa cập nhật hạng. Đó, anh em xem này, hạng vẫn là đang dấu hỏi. Ở server này nó có cái tính, có một cái tính năng hay, đó là anh em muốn cập nhật hạng thì anh em đến lỡ quan, anh em cập nhật nha anh em. Còn này chưa cập nhật thì Khải nghĩ ông cũng, nếu cập nhật thì cũng nằm trên top 10 server ấy, không biết đâu nè. Rồi. Nói chung là nhận kim là ưu tiên sinh lực này, sinh lực 145, 145. Giày này 157. Quá đẹp. Hai món sinh lực khá cao. Bao tay sinh lực 96.
ngập bội sinh lực 126, nhận dưới sinh lực 108, đại lưng sinh lực 81, kháng lôi cao, mắt pin luôn rồi. Áo này cũng rất đẹp anh em, sinh lực 56, nón cũng quá đẹp luôn, chống 30 và sinh lực 170. Rồi nói chung là tổng quan set đồ thì nhìn thèm nhất thì anh em cũng như Khải thôi, nhìn vào thì sẽ rất là thích gia truyền với lại cái vũ khí này, mà gia truyền vũ khí nhìn rất là đẹp đó. Hai món này là sở hữu nó là một cái vấn đề nè, sở hữu nó là một vấn đề đó nè. 20 triệu á, ạc này thì không tầm 20 triệu anh em ơi. Nếu mà ạc này mà mất vào lắm một tịch hay tại thì kinh nữa thì may ra có nè. Chứ còn tính sơ qua lượng đồ thì Khải nghĩ nó khoảng tầm gần 15 triệu đổ lại nè. Nếu mà tính tổng lượng đồ nha, tổng lượng đồ cả set này thì Khải nghĩ nó khoảng tầm dao động từ 15 triệu dưới thôi nè, dưới 15 triệu thôi chứ không đến 20 triệu đâu. Còn cái xác thì Khải không biết bao nhiêu nha. Nếu mà ạc người ta mất tại thì kinh, mất vào lắm một tịch thì ạc nó sẽ có giá trị hơn và giá nó sẽ chắc hơn nè. Đó. Nói chung là ạc này đâu gọi là có đầu tư nè, giờ đang tầm này gọi là có đầu tư nè, đẹp ấy, sẽ đồ quá đẹp nè. Đó, hôm qua Khải cũng soi rồi nhưng mà Khải soi chưa kỳ lắm, hôm nay Khải soi lại nè, chung là quá đẹp rồi. Tầm này hiệu ứng 40 chậm và 80 chón và kháng này nọ khá đẹp nè, kháng khá đẹp. Rồi anh em xem thì đừng quên cho một like chia sẻ nha. Hôm nay em top 4 nè, hôm qua top 3, hôm nay top 4. Đừng quên cho antenna cũng như Di Khải mình một like chia sẻ nha nè. Nói chung là tổng kim tầm này thì em cố gắng đánh thì lúc nào cũng tốt thôi nè. Miễn sao anh em ủng hộ một like chia sẻ là ok cả nè. Rồi, Khải xin phép vào video nha. Bắt đầu sang bot nè.